Kênh Quang Thân kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 28 thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 29 tháng 1 năm 2023. Thì mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều ra rẻ, mình định trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình về mình treo lên trăm. Đó, trồng hoàn chỉnh bằng vỏ thông hết, không có trồng bằng sữa dừa nha. Đó, thì tất cả mặt hàng thì mình tiếp tục hôm nay mình cũng bán cái giá rẻ cho cả nhà mình. Đó, sưu tầm đầu năm. Đó, lấy lọc đầu năm nha. Hôm nay cũng có nhiều đơn 100k. Thì cả nhà mình vô ủng hộ được đơn nào thì xin chân thành cảm ơn. Đó, liên hệ trực tiếp mình với số điện thoại mình để trên tiêu đề nha. Thì cái mình đóng hàng rất là kỹ, đóng cái giá thể này không rớt ra ngoài cho cả nhà mình luôn. Đó, cố định chậu bằng dây cút vô thành thùng, cả nhà mình nhớ cắt dây cút trước khi lấy cây ra, mình đóng hàng rất là kỹ nha. Thì sau đây em xin vô chi tiết các hình luôn. Đây, vô hình số 1 chầm cổ nè. Đó, chầm cổ nói chung mấy cây này nó thắt đọt hết rồi, chuẩn bị hoa nha. Thắt đọt là chuẩn bị vô mùa hoa của nó. Đây, tuy nhiên mấy cây này thì nó hơi ngắn một tí. Nó hơi ngắn mấy cây kia cho nên mình bán cái giá rẻ cho cả nhà mình nha. Cả nhà mình cố gắng mua hai đơn mình bao ship cho cả nhà mình nha. Hình số 1 100k. 100k gộp đơn, hình số 2 cũng chầm cổ luôn. 100k gộp đơn thì mấy dòng này nó sẽ xuống lá vậy đó, nó xuống nào hết lá nó sẽ cho hoa cả nhà mình. Rồi hình số 3 là hồng nhạn hoa mộng phấn hoa thơm. Đó, hồng nhạn hoa mộng phấn hoa thơm. Đó. Hồng nhạn nha, cái này cây lớn cả nhà. Cây lớn bành bung luôn. Đó, 140k bao ship. Hình số 3, hình số 4. Hình số 4 là dáng thương đuôi cáo nè. Đó, mình lên thêm cáo lá ngắn cho cả nhà mình nha. Cực kỳ đẹp luôn cái chậu này, ba cây cực tuyệt vời luôn. Đó. Ba cây này nặng chịch cả nhà. Ừ. 250k bao ship cho hình số 3. Mấy dòng này cũng mất tiền, cả nhà mình ai ủng hộ được thì xin chân thành cảm ơn. Ba cây cáo cực kỳ đẹp đó. Rồi quên số 4 nè, số 4 là kiều mở gà. Chậu kiều mở gà cực kỳ đẹp luôn. Chuẩn bị hoa nha, à, chuẩn bị hoa có sụp sưng, cái này thân tơ không? Đa phần là thân tơ thôi. Giờ mầm gốc đang lên là rễ cứng chậu luôn, cả nhà mình khỏi lo vô rễ. Rễ cứng chậu luôn. 230k bao ship. Bán ngay cho hình số số 5. Rồi qua hình số 6 là quẩy gồng nè. Quẩy gồng này quẩy gồng Bắc Cạn nha. Quẩy gồng là tới mùa là nó sẽ sổ hoa cho cả nhà mình luôn. Tới tháng 4 tới là sẽ ra hoa hết. Đó, rễ thì tua tủa hết trơn. Loại này thì dễ trồng, dễ chăm hơn cái quẩy gồng kia. Cái gồng kia thì nó khó hoa hơn. Cái này hoa thơm nha. 100k gộp đơn cho hình số 6. Hình số 7 hài gâu xanh. Bên thêm chậu hài gâu xanh cho cả nhà mình nè. Hình số 7. 100k gộp đơn trồng hoàn chỉnh vỏ thông hết, đóng hàng là nguyên móc nguyên chậu cho cả nhà mình, về mình bung lên chơi không có cắt lấy lại cái gì hết. Hình số 7 hài gâu xanh 100k. Rồi qua hình số 8 nè, ai vô chốt con chậu lớn bành bung đi luôn. Chậu bốc trụ nha. Rồi tuy nhiên nó ra cái nụ hoa này xong nó đỏ tư nè. Biết hoa nó đỏ không biết, à, cái nụ đỏ tư luôn cả nhà. Đó, mình cắt bỏ mấy nụ rồi để dưỡng cây. Ở trong đây nó còn thì còn một nụ nữa nè nha, nó mới nhú rễ ra nè. Con này bự bành bung lắm, à, nhà mình nhìn nè, châu hết biết châu bự không, châu bốc trụ cả nhà. Để bàn tay cả nhà mình hình dung nè. 180k bao ship. Có 180 bao ship, cái cây này nặng chịch luôn. Phải nói cái cây này cực kỳ nặng. Đóng cái thùng bành bung đó. Hình số 8. Hình số 9 cũng là kiều mở gà, cũng thân tơ không cả nhà. Mầm gốc lên lớn luôn nè. Rễ cứng chậu nha. Cái này về cả nhà mình tháo mấy cọng dây ra là tròn nè, tại mình cố định lại cho nó gọn, mình treo cho nó đừng có bị vướng, nó không có bị gãy á.
cho nên về cái nhà mình cắt cái cọng dây vàng vàng mình cố định ra là nó bung ra nó tròn chậu luôn nha. Nó tại bó rồi cả nhà mình thấy nó ít vậy đó, trên bó mình bung ra cái nó tròn đẹp lắm. 180k bao ship trên số 9. Rồi quên số 10 nè, lên thêm hoàng thảo vạch đỏ cho cả nhà mình sưu tầm nè. Vạch đỏ chuẩn bị tháng 4 tới là vô hoa, vô mùa hoa nha, hoa chùm, hoa sai, màu bệnh, hoa thơm luôn. Rễ cứng chậu cả nhà mình có lo dù rễ. Mầm gốc lên tua tủa luôn. 100k gộp đơn. Hình số 10, hình số 11 cũng hoàng thảo vạch đỏ, rễ cứng chậu luôn. 100k gộp đơn. Hình số 12 là hai con trâu chuẩn người mua đôn, trâu mua đôn thì nó thơm, không có trâu nào qua trâu luôn nha. Mà hàng gừng thì không tránh khỏi lỗi lá gì đâu, nó bị sâu xía ăn. Còn mấy cái chấm tím tím này là do đặc tính của nó, tự nhiên của nó vậy chứ nó không có làm sao hết nha. Đó, hai con trâu lá dài, 100k gộp đơn. Đó, 100k gộp đơn. Hình số 12. Hình số 13 là một cái con trâu. Con trâu buôn đôn luôn, trâu lớn. Đó, 100k gộp đơn. Hình số 12. Hình số 13 chứ, hình số 13, con này hình số 13 nha, 100k gộp đơn. Rồi hình số 14. Số 14 là dáng hương hoa quạt hay còn gọi là ghẻ quạt. Đó, 140k bao ship. Thì ship hết 4 mấy ngàn. Trồng hoàn chỉnh quả thông hết trơn nha cả nhà, không có trồng sơ sài đâu. Trồng hoàn chỉnh về cả nhà mình treo lên 100 thôi. Đó, hình số 14 140k bao ship. Rồi qua hình số 15 nè. Số 15 này cát nè, cát mini nha. Cái này bỏ bàn nước là thơm. Đẹp tuyệt vời luôn, trên bàn nước. Đó, à, tuy nhiên mình cái cây này là chuẩn bị hoa này nha. Mấy cái ngọng này lên hoa nè, cái này lên hoa nè. Đó, cái này là cát mini cho nên nó không có bự đâu. Mình nói chữ mini thì cả nhà mình biết á, mini thì nó nhỏ chứ nó không bự, thì hoa nó nè. Nhưng mà nó chưa bung căng, nó thơm dữ lắm, thơm luôn. Đó. Hoa thực tế của nó luôn cho cả nhà mình xem đó. Rồi hình số 15 nè, 100k gộp đơn, trồng hoàn chỉnh vỏ thông hết nha. Hình số 16 nè, 100k gộp đơn, về khỏi sang chậu, khỏi gì vậy, để gì mình treo lên, trồng hoàn chỉnh cả nhà mình luôn. Đó, hình số 17 nè, số 17 là hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam. Khúc gỗ này là bao chắc luôn, móc rồi là cũng bao chắc luôn. Đó. Hình số 17, 100k gộp đơn. Hình số 18, ngọc thạch ba màu đang nụ nè. Nó còn nồi sơn nè, sưng chuẩn bị nhú ra nữa nè, thấy không? Sưng chuẩn bị nhú ra nữa nè. Nhiều lắm, bên đây cũng vậy nè. Nha, chuẩn bị là nó sưng nữa, nó ra hết mắt thôi đó. Kể cả nhà mình khỏi lo cứng chậu với luôn à. Mầm gốc lên tôi tủa nè, ngọc thạch ba màu nó ra một cái ngọng gì là ba bốn bông hoa, một chùm hoa vậy nè. Thơm, ấy hoa đẹp lắm, nó không có thơm nghe, mình nói lộn, không có thơm mà đẹp lắm. Đó. Hình số 18. 100k gộp đơn. Hình số 19 cũng ngọc thạch ba màu. Đó, cũng đang nụ nè, quá trời nụ luôn. Ghê dữ lắm, ghê, cứng chậu luôn rồi. Hình số 19, 130k bao ship. Hình số 20 cũng ngọc thạch ba màu. Đó. Hình số 30 ngọc thạch ba màu chuẩn bị nụ nè, thân tơ nè, này bên số hoa thì thôi luôn. Nó vô đợt là 150k bao ship. Ngọc thạch ba màu. Đó, chậu này đẹp nè. Nó hơi mắc hơn có 20.000 mà nó đẹp. Đó. Hình số 20, 150k bao ship. Hình số 21. Chị tiền ship hết 4 mấy ngàn rồi. Hình số 21. Số 11, 21 là cái hũ bì hay còn gọi là da giá hổ. Đó, thì cái hoa nó như da con hổ vậy đó mà nó thơm nha, mà bền hoa lắm. Cái chậu lùm luôn. 150k bao ship. 150k bao ship. Cho hình số 21. Hình số 22 là đùi gà nè. Đó, đùi gà dẹt. Đó. Thì bởi vì nói nó tùy theo cái vùng miền là đúng nha cả nhà. Đùi gà dẹt thường thì nó hoa Tết, nhưng mà ở miền Tây mình nó không ra ngay Tết,
có thể là nó qua qua Tết đó. Nên cái này về cả nhà mình làm giống thôi, quá trời rẻ, tôi tủa mầm gốc lên nè, 100k gộp đơn nha, về mình làm giống. Ai chốt mấy thằng này mình về mình chỉ cho cách chăm, mình sẽ viết cái giấy mình dán chậu nè cho cả nhà mình chăm dễ ợt luôn, dễ ợt mà nhẹ căm công chăm sóc sóc nữa. Để mình viết ai chốt mình viết giấy mình cho cả nhà mình nha. Đó, hình số 22 100k gộp đơn. Hình số 23 đùi gà tròn. Đó, đùi gà tròn nha, ú quay luôn mà ghế nè. Cái này một năm nó nhảy mấy lần con là đùi gà tròn. Đùi gà tròn cái này là hoa đẹp khỏi phải bàn luôn. Này của dùng Lai Châu á. Hoa đẹp lắm. Tất cả hàng là mình lấy là chuẩn chuẩn nguồn giống nó cho cái nhà mình hết cho nên nó đẹp lắm. Đó. Ai chốt hàng thì mình sẽ ghi miếng giấy cách chăm mình dán vào đây nha. Đó, 100k gộp đơn. Đó. Hình số 23 100k gộp đơn. Hình số 24. Hình số 24 là tiểu hồ điệp gừng. Đó thì cái tiểu hồ điệp thì cái nó cũng như gì nó đã lớn dữ lắm rồi nha cả nhà, cho nên nó không có lớn nữa. Cho nên cả nhà mình đừng thấy cây nhỏ lại ngay gì nó lại lớn dữ lắm rồi đó, nó không có lớn nữa đâu. Như cái ngọng hoa của nó thì phát đứng tầm cả khoảng cao cả khoảng nửa mét nè. Hoa của nó thì nó cũng nhỏ thôi chứ nó không có bự như cái hồ điệp hàng công nghiệp. Nhưng mà có một cái là nó bền hoa. Nó cũng bền hoa mà hoa của nó, cái ngọng hoa nó cao lắm, nhưng mà hàng gừng thì nó rất là khỏe mạnh luôn. Mà cái giá cũng phải chăng luôn, 100k gộp đơn. Đó, 100k gộp đơn cho hình số 24. Quên mình nó nói chuyện mình lấy mình bỏ bên đây. Hình số 24, 100k gộp đơn. Tiểu hồ đẹp gừng. Hình số 25, Hải Yến. Hải Yến này giờ vô tháng 4 này nó cũng sổ hoa đó. Cái tiểu hồ điệp gừng này cũng tháng 4 luôn. Đó, vậy hoa có cây nào nó ngọng hoa chi chít luôn. Hoa của nó thì màu trắng tím, hoa thơm mà nó bền hoa lắm. Cả nhà mình ai chưa có mình vô mình sưu tầm. Khúc gỗ này là bao chắc luôn. Khúc gỗ này là càng xuống nước nó càng chắc. Đó. 100k gộp đơn. 100k gộp đơn cho hình số 25, hình số 26 mà Hải Yến. Khúc gỗ cũng bao chắc luôn. 100k gộp đơn. Hình số 27. 27 là một cây bờ gáp cúp bô quen. Đó, có ghi tên rồi cho cái nhà mình luôn. Đó. Thì cái này là chuẩn bị hoa nha. Này là lên là hoa nè. Mầm này lên cũng hoa luôn nè. Đó, cái này là nó hoa bên năm. Đó. Hình số 27. 100k gộp đơn. Nhưng mà vừa mình còn có chậu nữa là hết luôn rồi đó. 100k gộp đơn. Ok, bờ gáp Cooper Wen. Trồng hoàn chỉnh quả thông ở đây, mình trồng bằng quả thông hết cho nên cả nhà mình an tâm về mình treo lên thôi. Đóng hàng thì rất là kỹ luôn, đóng nguyên móc nguyên chậu cả nhà mình luôn. Đó, hình số 28 nè. Hoàng thảo kim thoa thì cái dòng đa thân này lan gừng thì đa số này nó phải xuống hết lá gì đó bắt đầu nó mới cho hoa, bắt đầu chuẩn bị sưng nè, cả nhà mình thấy không? Hàng này hoa thơm mà hoa thôi khỏi phải bàn luôn. Quá trời hầu như thân tơ không cả nhà. 140k bao ship. Hoàng thảo kim thoa mầm gốc lên tua tủa luôn. Rễ thì cứng chậu luôn. Hình số 28. Hình số 29, vũ nữ hoa vàng. Hoa vàng thì thằng này hoa bên năm luôn. Đó, thằng này nó hoa bên năm, hoa nó cực kỳ đẹp. Cái cây này nó nhỏ hơn cây kia mà nó vẫn có hoa cả nhà thấy không? Hoa đẹp. Vũ nữ hoa vàng, đó hình số 29. 100k gộp đơn. Đó, hình số 30 là cái son môi gừng. Hình số 30 son môi gừng, cây này cao tới 1 mét mấy rồi. Đó. Son môi gừng. 100k gộp đơn, hình số 30. Hình số 31 là dáng hương đuôi sóc. Sóc này là sóc ta, sóc thơm nha. Rễ thì thôi khỏi mấy bạn luôn. Rễ cứng chậu cho nha. Cứng khúc gỗ luôn rồi. Sóc ta sóc thơm. Đó. Hình số 31. 100k gộp đơn.
đó, cả nhà mình cố gắng mình xem hết video đó, là đặng cả nhà mình coi hết video ủng hộ được đơn nào mình ủng hộ thì xin cho hình cảm ơn đó. Hình số 31 là dáng hương đuôi sóc đó, 100k gộp đơn sóc ta đó, sóc thơm đó, chuẩn bị vô mùa hoa luôn. Hình số 32 là cẩm cụ lá xoài hoa màu đỏ, hàng này thì hoa ấy, hàng này thì hoa hoa thơm, rễ thì cứng chậu luôn, khó phải bàn. Nói chung là hàng thuần là mình thuần rễ ra dữ lắm, ra rễ ổn định cho mới bán cho cả nhà mình nè. Đọt nè đó, mình đóng hàng thì mình sẽ dồn nó xuống một chút, về cả nhà mình kéo nó lên làm cho nó gọn, đóng hàng cho nó gọn. 100k gộp đơn hình số 32 cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ, dễ trồng dễ chăm. Hình số 33 một con trâu chuẩn người Mương Đôn đó, con này đẹp nè, lá chấm tím luôn nè, mấy con này nữa ra hoa màu đậm lắm, dễ cứng chậu luôn. Hình số 33 100k gộp đơn, hàng gừng thì không tránh khỏi lỗi lá nè, trong quá trình ta khai thác vận chuyển thì nhầm con nó ở xa hoặc cao quá tao phải dùng móc, tao móc cho nên nó là nó dễ bị gớt xuống tét lá, gách lá. Hình số 33 100k gộp đơn. Hình số 34 là một cặp mạc xuân, về cả nhà mình trồng năm sau ngắm hoa nha. Nó một cặp hai chậu 140 bao ship. Thằng này là cuối năm là con nó nhảy bích chậu luôn đó, dễ trồng dễ chăm. Nó thuộc dòng địa lan, dễ trồng dễ chăm. Hình số 34 140k bao ship. Hình số 35 hai vị nữ, cả nhà nhìn cái chậu nè, nó bự phi hai mươi mấy lần, 130k bao ship. Hình số 35. Hình số 36 là combo, cái này là hài Henry đó, hài Henry nè, hài Văn Nam, hài Văn Nam giờ nó hiếm, nó không có hàng luôn đó. Đó, rồi hài táo nè, combo 3 chậu 200k bao ship, trừ tiền ship ra tính ra chậu còn mấy chục ngàn bạc. Cái chậu hài Văn Nam không cũng đủ tiền rồi nè. Đó, hình số 36 200k bao ship. Hình số 37 cũng combo nè, ai thích combo nào là lấy nè, mình lựa thêm nè. Hài Văn Nam nè, cái này là hài hồng đó, hài hồng nói gì là nó đã lớn dữ lắm rồi, cái này mới lấy ngoài vườn vô cho nên nó còn nước. Thứ hai mới gửi hàng cho cả nhà nha, cho nên cả nhà mình an tâm tới đó là nó gáo luôn rồi. Rồi cái này hài táo combo 3 chậu này đó. Hình số 37 cũng là 200k bao ship cho cả nhà mình luôn, cũng là hình cuối cùng. Rồi hôm nay hoa lan thơm có số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị em sưu tầm, các chú anh chị em đơn hình nào chú mình đó liên hệ trực tiếp mình với số điện thoại 0766837646, cũng là số Zalo kết nối Zalo đặt hàng dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chưa bấm vào nút đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.